Để làm con nai á, đồ nghề của mình cũng như cũ nha, là mình cần có một cọng lá dừa dài vậy ha, và một đoạn lá dừa ngắn như vậy. Thì đầu tiên á, mình sẽ róc cái đoạn lá dừa dài này ra. Đây, công đoạn róc này thì mọi người chắc cũng đã biết, cũng đã quen rồi ha. Đây đó, mình róc ra một một bên nè, nó có hai bên cứng nè, mình góp ra một bên rồi, còn một bên nữa mình góp ra luôn nha. Rồi mình đã góp ra như thế này đây, mình sẽ vuốt nhẹ nha, vuốt nhẹ vậy nè, là hai lá nó sẽ tách ra. Ừ, nó sẽ tách ra cái gì. Rồi bạn có thể dùng lá này hoặc này lá lá dừa nước nha, hoặc bạn có dùng lá dừa uống nước hay là lá cọ đều làm được hết nha. Rồi mình lấy một cọng, mình sẽ bẻ cái dòng cong như vậy nè. Đó. Rồi bên đây bạn sẽ vòng vòng qua nha, đặt tấm này qua nè, rồi bẻ xong. Nó hình số 8 nha, đây nha. Rồi cổng kia, mọi người xỏ đây nè, để ý ha, để mình làm theo nha. Đây mình xỏ đây, xỏ dưới cái cọng này nè, xỏ qua luôn đó. Đó mình đã xỏ gì thì cái đầu bên đây nè, cái cọng này nó tương đối hơi dài tí nè, cọng này nè mình sẽ bẻ một, mình bẻ qua đây nè đó, vòng qua cái lỗ này. Rồi cọng này để dưới đây nè, mình sẽ xỏ vô cái lỗ này. Đó. Rồi nó đã được như vậy á, thì cái cọng bên đây nè mình sẽ xỏ qua cái lỗ này nè. Đó. Công đoạn chỗ này á, mọi người hãy bấm dừng lại làm theo nha. Nó hơi rối một tí nhưng mà mình đã biết rồi thì nó sẽ rất là dễ. Đó. Khi mình đã xỏ qua rồi được cái gì thì cơ bản nó đã hoàn thành rồi đó. Bây giờ mình chỉ siết chặt vậy thôi. Mình siết chặt lại á thì cái con vật mình làm á nhìn nó sẽ chắc chắn hơn. Đây là công đoạn mình sẽ siết lại nha. Mình siết từ từ thôi, đừng có gấp quá. Gấp quá thì mình siết, mình kéo mạnh quá thì nó có thể bị rách lá đấy. Ở đây thì mình sẽ siết rất là từ từ. Mình thì làm này là chắc theo kiểu là mình chắc á, làm tới đâu đẹp tới đó, nên nó sẽ công đoạn nó sẽ làm chậm. Mình những video của mình hướng dẫn về sau này á, mình sẽ không có cắt ghép nhiều nha, có thể làm từ từ để cho mọi người biết là công đoạn để làm được một cái con vật như vậy đó thì thời gian nó sẽ là bao lâu. Rồi mọi người, mình sợ là mình khi mà mình cắt ghép á, mọi người nói ở trong video này mà sao làm nhanh quá, ở ngoài sao làm chậm vậy. À, thì mọi người xem video mọi người cứ cố gắng xem hết nha. Đây là mình sẽ làm theo kiểu là nghệ thuật lá dừa nha. Đây là cái công, cái cách làm mà nó hơi mức hơi cao một tí nha, tại vì mình đã có đồ nghề nhiều rồi,
mọi người không có đồ nghề nhiều quá thì mọi người biến chế biến tấu thì sao đó mà cho nó tương đối giống là được rồi. Rồi mình sẽ cắt ngang đây nè, mình sẽ xỏ qua lại cho nó cứng nè. Đó, mình xỏ qua vậy là nó cứng nè. Những cái lỗ mớp mớp này thì mình chỉnh chỉnh sửa. Và tiếp tục đây cũng vậy luôn. Đây mình cũng lấy chéo, lấy dao mình cắt ngang đây. Đó. Thì công đoạn này á, nếu mà mọi người đam mê, mọi người xem nhiều, mọi người đã thấy mình làm nhiều ha. Bây giờ mình sẽ là cái cách mình biến tấu sao mà cho nó thành cái con nai đẹp thôi nha. Còn những con công đoạn đan này đó, thân hình này á, mình đã nói nhiều rồi. Rồi như gì? Ở sau này là nó cái chân sau nè. Từ mọi người thấy cái đuôi của con nai á là nó sẽ ngắn nha. Đó, mình sẽ bấm một cái bấm vậy đó. Rồi. Đó, mình cắt gì nè. Tả đuôi đi. Rồi tiếp theo á mình sẽ cắt luồn. Nè, cho nó đều cái thân này cho nó đều lại. Có hai miếng gì phải không? Nó sẽ mình sẽ dòng hai miếng hai bên đây. Đó, tạo hai chân hai bên gì. Thì bên đây á, mình sẽ luồn vô cái miếng này. À, kế bên này nó có cái, tại vì mình thấy cái nó có cái đường xuống này nè, thì mình sẽ cắt ngang đây. Ở trên mình sẽ kéo xuống, mình xỏ xuống như nè. Đó, thì nó sẽ tạo ra cái chân nha. Cái này tiện là đó. Đó, tạo ra cái chân. Ở bên đây cũng vậy, ở đây thì nó gần quá, mình phải đưa ở trên đây tí. Ở đây thì nó gần nha, gần quá thì thấy nó không giống, mình để trên đây nè, nó mới tương đương với cái chân bên đây. Cắt ngang. Rồi xỏ xuống. Lấy cái bấm mình bấm lại. Đó. Đó, mình thấy có chân đứng xuống đúng không? Nhưng mà con nai á, thì nó sẽ có trường hợp là nó sẽ chân bước lên nè, nên mình sẽ bẻ lên trên gì. Đó, chân nó không có xuông nha. Đó. Rồi bên đây á, thì mình sẽ bẻ cái chân nó hơi bước lên thôi, chứ không có bước lên cao quá. Đó. Này cơ bản gì ha mọi người, mình sẽ chuyển sang làm đầu. Trên này á thì cặp đôi như nè, hai này là mình cặp đôi lại nha. Mình sẽ bẻ nè, cầm nguyên hai lá luôn, hai lá cặp đôi nè, mình bẻ sẽ bẻ gì bẻ lên nè. Đó, kéo từ đây lên đây luôn. Đó. Rồi cái con nai, cái này là cái cổ nè, con nai thì cái cổ nó cao phải không, mình sẽ bẻ xéo lên, kéo lên trên. Đó, kéo lên gì, lấy cái bấm lại cho nó cố lên lại. À, nó đã cao gì. Tiếp theo mình sẽ tạo cái mỏ cho nó nè. À, đang cầm gì mọi người? Mọi người mình sẽ bẻ xuống nè, bẻ vô trong như nè, cho nó song song với cái cổ này nè. Đó. Rồi khi mình bẻ nó có khớp rồi đó, mình lấy mình bẻ vô trong nè, bên đây cũng bẻ vô trong luôn. Đây. Tiếp theo mình sẽ bẻ lên, mình bẻ lúc nào nó cũng song song vậy nè. Rồi
mình sẽ bẻ nè, bẻ xéo theo cái chiều mà cái đường xuống này nè. Đó. Xéo xuống tới đây luôn nha. Đó. Còn phía bên đây á, mình sẽ bẻ lên trên, đẩy lên trên. Tạm thời nó cố nằm ở đây. Tiếp tục mình lấy cái cọng đầu này nè, mình sẽ bẻ qua. Mình sẽ bẻ qua, mình sẽ bấm qua đây luôn nè, nhưng mà nó bị dướng lúc dướng thì mình lấy cây kéo nè, mình cắt xéo để làm gì, để cho nè một cái phần dư này mình xỏ vào trong đây luôn đó nè, cổ đẹp liền qua đây. Mình sẽ xỏ cái chân nó xuống đây nên mình sẽ ngang đây. Cắt ngang gì nè. Rồi. Từ ở trên đây mình sẽ xỏ xuống. Kéo vô. Rồi cái miếng này á, mình sẽ bẻ ngược xem một chiều ngược lại. Hồi nãy lúc nãy là mình bẻ lên gì nè. Là mình cố định là mình làm cái cổ này. Rồi bắt đầu mình sẽ bẻ. Đó. Mình sẽ bẻ nè. Cũng giống như kia. Bẻ xéo đường này. Và cái góc dưới nó sẽ nằm dưới đây nè. Đó. Rồi tiếp tục bẻ qua. Nó vẫn dư một khúc. Thì mình sẽ cắt. Đó. Này mình cắt, lẫn mình xỏ vô đây cho nó gọn vô, nhìn cho đẹp. Rồi cắt xong gì thì bên đây là mình sẽ kéo mạnh qua đó, ém gần cổ nó đẹp luôn ha. Rồi xỏ qua cái miếng mình ban đầu mình đã có, nó có cắt thẳng này nè. Ok, là mình sẽ bấm cứng lại. Đây là thân hình cơ bản này nha. Mình sẽ bẻ cái chân này nè. Nó đã chân như nó suông gì phải không? Mình sẽ bẻ về trước đây nè. Bẻ vào trong á. Đó, đưa về trước gì. Rồi cái chân này á, mình sẽ đưa cho nó tương đương nè. Đó. Mình có cái có miếng chấm mình nè. Đó. Mình sẽ đo cái kích cỡ đó, cho nó cắt mấy cái chân này là nó đều nhau hết. Rồi, đổi vào. Bạn lấy cái bấm này hoặc cái bấm học sinh cũng được ha. Đó, bấm lại. Bên đây cũng vậy, mình sẽ bẻ vào trong nè, bẻ như trước nè. Cái chân đó nè. Hôm nay là mình đã đo, mình sẽ đo lại. Ok. Đó. Cơ bản là mình đã được bốn chân với cái thân hình đó rồi nha. Bây giờ mình sẽ tạo tạo chân nó, tạo dáng chân cho nó. Đã đều với nhau rồi. Đây. Cái này. Đó. Rồi, cái này là tôi nói nó đã đều nhau. Còn nay gì là nó mới cơ bản thôi nha. Rồi mình sẽ tạo cách dán hình dán chân này. Ở đây thì nó đang thẳng ha. Mình sẽ cắt từ phân nửa lên, mình tạo cái cong, cái cuộc trỏ cong của nó nè. Chân này lúc nào nó cũng xéo. Xéo vì sao nè. Rồi, mình sẽ cắt xéo vào. Mọi người sẽ tạo dáng giống như mình đang cắt nha. Đây. Giống như vậy nè. Ở đây mình sẽ bấm cho nó cứng lại. Đó. Tạo dáng giống vậy. Chân sau cũng vậy luôn.
phía bên đây và bên đây mình tạo dáng giống nhau luôn ha, giống như mình vừa tạo xong chân bên kia đó. Tạo dáng xong là nhìn thấy đẹp đi. Cơ bản là chân mình đã làm xong nha. Rồi bây giờ là cái đầu của nó nè. Cái đầu của nó thì mình trước tiên á, mình sẽ làm cái sừng cho nó trước. Cái sừng nai là mình có nó có rộng khoảng này. Này là khoảng 12 nha. Mình cắt ngang. Hai cái sừng cho nó đều nhau. Đó. Sừng nai á thì mình sẽ nè. Mình chừa một khoảng cái đầu bên cứng nè. Dưới mình cắt bên đây một tí nè. Đó, đây mình sẽ cắt xếp xuống. Mọi người cắt tạo dáng giống như mình cắt nha. Này mình cũng chỉ không hơi khó đó. Mình tạo ra cái đó. Những cái sừng như thế này nè. Đó. Mặc dù nó không có giống thực tế lắm nhưng mà như vậy á là nó nhìn nó đẹp và mình nhìn cũng ra là con nai nha. Mình làm xong thì mọi người có thể nhìn ra con nai, con hươu, bất cứ con gì nó tương tự như thân hình này đều là đúng nha. Hươu cao cổ thì làm cái mình làm cái cổ nó cao hơn tí nữa. Đó. Bên đây cũng vậy luôn. Là mình bắt buộc mình phải chừa cái miếng cứng này, mình cắt hơn nửa lá, chăng cái miếng xếp này. Đó. Rồi mọi người nhìn và làm theo mình ha. Khi mình nói thì mọi người nó sẽ khó hiểu nhưng mà mọi người nhìn thấy mình làm và làm theo nó sẽ dễ hơn. Mình có những cái khóa đào tạo làm này, nếu mấy bạn mà ở thành phố hay là tỉnh lân cận gì đó muốn học và làm này thì hãy liên hệ với mình, có mình có bên video ngắn đó, có để số điện thoại trên cái video đó. Mọi người qua cái những video ngắn mình xem giùm ha, nếu quan tâm. Rồi mình được hai sừng như vậy. Ngoài sừng á là mình phải có thêm cái lỗ tai nữa nên mình tận dụng cái này mình làm cái lỗ tai cho nó luôn. Đó đây ha, lỗ tai gì đây. Rồi bây giờ công đoạn này mình sẽ làm cái đầu cho nó nè. Cái này nó thì cũng nó quá dài đi, ngắn lại. Cắt gì, cắt gì á thì cái khúc cái này luôn đi đó, mình sẽ chỉ mạnh đẹp xong nè cho nó nhỏ này nè. Rồi mình tỉa cỏ đó, cái đầu trên nó nhỏ lại là như gì đó, nó nhỏ gọn nha. Cái này nó bung á, mọi người lấy cây bấm bấm cũng được, mà mình á thì mình sẽ lấy cây bắn keo á, mình bắn mình dán lại, lấy cái bấm vào á thì bấm đơn giản thôi, tại này mình hạn chế ít bấm lại thôi. Những con này á, là mình đem đi bán nha, mình làm xong con này đó là mình bán 20k đó. Đó, cơ bản là gì rồi nè, còn cái này á, mình sẽ gắn vô đây ở trên đầu này nó có lỗ nè. Đó, mình sẽ gắn gì trước nè.
Đây mình cũng gắn vô luôn. Như gì? Mình cũng keo luôn nha. Mọi người lấy bấm bấm cũng được. Mình thì thích bắn keo. Nhìn nó đẹp hơn. Đó. Khi mình bắn keo rồi á, mình sẽ chỉnh sửa. Chỉnh sửa để chờ cho nó khô keo. Đây là mình bắn keo đang cậy nên nó nóng. Mình bắn số lượng nhiều quá nó cũng ảnh hưởng làm cho lá nó bị nám nữa. Rồi chờ công đoạn mình chờ nó khô phải không? Thì mình sẽ gắn lỗ tai cho nó. Thì ở dưới mấy cái sừng này là sẽ là lỗ tai của nó nha. Đó. Gắn hai bên luôn. Cái này xong bấm nó bấm cũng được. Mình thì bắn keo thôi. Mình chuyên bắn keo. Là cơ bản thôi. Cái mỏ này mình chưa chưa hoàn thiện nó nha. Sẽ làm cái con mắt nó trước rồi xong đó mình mới hoàn thiện cái mỏ trước như cô nói nha. Cái này mình xỏ định vị chỗ để cho biết là cái con mắt nằm ở vị trí đó. Rồi như nào dưa keo trên nè, mình lấy đi bớt cho nó gọn đây. Biết vị trí nó rồi thì mình thấy thường thường là mình lấy con mắt mà mắt liếc này gắn nha, mình bắn keo vô. Mọi người có thể xỏ dây chì á, xỏ cũng được, xỏ dây chì qua đây còn không thì mọi người lấy cái viết á, viết vẽ con mắt nó vô, cái viết vẽ mắt vô thì nó đơn giản mà nhìn cũng đẹp nữa. Nhưng do mình là đem kinh doanh đó, nên mình làm cái gì nè thì mọi người nhìn vào đó, nó sẽ hay hơn. Rồi công đoạn mình sẽ vẽ cái đầu mũi cho nó nè. Ở đây con nai nó sẽ có cái lõm đen trước nè, mũi đen nha. Đó. Rồi, ở đây mình sẽ làm một cái lượng nhỏ lên nè. Đó. O, o xuống nè, đặng tạo cho nó giống nha. Rồi. Đồng thời thì mình cũng phải tạo cho nó có cái miệng. Nó hở hở ra nè. Để giống như là con nai lúc nào cái miệng nó cũng nhai 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 á. Đó. À, giống con này cười rồi. Rồi ở đây mình cũng tạo cho cái thằng cổ nó có một cái vòng ở cổ vậy nè, dạng như cái ngắn ngắn á. Cái nào khó khắc quá của mọi người có thể dùng dao để gọt. Cái gì? Rồi,
Như vậy là mình đã hoàn thiện cái con nai bằng lá dừa ha. Mọi người thấy hay thì hãy cho mình một like ha. Nếu chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình ha. Cảm ơn tất cả mọi người.